Là sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi mưa Laudetur Jesu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Phaero Trần Văn Tín. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sáng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm hồn xa xuyến. Người tuyên bố, Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai trong số các môn đệ có một người được đức giê xu thương mến ông đang dùng bữa đầu tựa vào lòng đức giê xu ông simon phêrô làm hiểu cho ông ấy và bảo hỏi xem thầy muốn nói về ai ông này liền nghiêng mình vào ngực đức giê xu và hỏi thưa thầy ai vậy Đức giê trả lời, Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Judah, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng miếng bánh, Satan liền nhập vào Y. Đức giê bảo Y, Anh làm gì thì làm, mau đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói thế với Y vì Juda giữ túi tiền nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Juda liền ra đi. Lúc đó trời đã tối. Khi Juda đi rồi, Đức Giêsu nói: giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người do Thái, nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? Đức Giêsu trả lời, Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Ông Phêrô thưa, Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy. Đức giê đáp, Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy ba lần. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu của tuần thánh. Chúa Giêsu đã vào thành Jerusalem. Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào hết bao nhiêu sự đe dọa của nhóm Pharisee và các nhà cầm quyền Do Thái đã không còn là lời xuông nữa. Nhưng chính giê -xu đã tự nguyện bước vào thành. Các môn đề của Ngài đã can ngại rất nhiều lần. Thức phim về cuộc đời của giê -xu đã bước qua một bước ngoặt mới. Vào thành liệu Chúa Giêsu có biết là mọi chuyện sẽ trở nên gay cấn? Chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc vì biết hướng gió sẽ đổi chiều. Vì đó là tuần lễ vượt qua. Dân chúng đổ về Jerusalem rất đông. Mọi tầng lớp tôn giáo đều có mặt đông đủ. An ninh được thắt chặt vì bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bầu không khí lúc này rất căng thẳng. Thế nhưng giê -xu đã tiến vào thành một cách an nhiên. Không kiêu căng nhưng lặng lẽ. Khiêm nhường trên con lửa. Ánh mắt mọi người đổ dồn về một nhân vật đang được mọi người bàn tán rất nhiều trong thời gian qua. Nước cờ tiếp theo của người này sẽ là gì? Trong bối cảnh đó, thay vì chuẩn bị mưu kế để bảo vệ mình, Chúa Giêsu chọn cách là tổ chức một bữa tối thân mật với các môn đệ thân cận của mình. Thầy trò cùng ăn lễ vượt qua trong một không gian ấm cúng trên phòng riêng phía trên lầu cùng chính trong bữa tối thân mật này, thầy Giêsu đã bộc lộ hết cảm xúc của mình. Tâm hồn người sao xuyến. Có thể vì ngài biết ngày mai cục diện sẽ thay đổi và mọi sự sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thế nên đêm này rất quan trọng với ngài, vì xung quanh ngài đều là những người thân cận. Tình thầy trò bằng hữu bao nhiêu năm đã trải qua với nhau bao nhiêu chuyện cùng chính xung quanh những người thân thuộc nhất với mình, Ngài đã có thể bộc lộ những tâm tư suy nghĩ thầm kín. Điều đó thường xuyên xảy ra trong những buổi tối thân mật, trước lúc chia tay hay một sự kiện quan trọng nào đó, đúng không? Tin mừng tất nhiên không thuật lại hết tất cả mọi cuộc hội thoại, nhưng chúng ta có thể đặt câu hỏi là đêm hôm đó mọi người đã nói những gì với nhau? có thể nước mắt đã rơi. Vậy mà cũng chính hôm đó, hai môn đệ thân cận của Chúa, một thì phản bội bán thầy cho kẻ thù, người thì từ chối thầy sau khi thầy bị bắt giữ. Cho nên chúng ta cũng không quá bất ngờ với những lời Gioan thuật lại. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Judas con ông Simon Iscariot, y vừa ăn xong miếng bánh Satan liền nhập vào ông. Đức Giêsu bảo Giuđa, anh làm gì thì làm mau đi. Rồi với Phêrô, con sẽ thí mạng sống vì thầy. Đức Giêsu đáp, anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật thầy bảo thật cho anh biết, gà chia gáy anh đã chối thầy ba lần. Sự phản bội và bỏ rơi từ những người xung quanh có lẽ đã rất đau đớn với Thầy giê -xu. Nếu biết là ngày mai mình có thể chết, thì thật sự, thì sự những sự thật đó thật sự là những làm những người mạnh mẽ nhất cũng sao xuyến và gục ngã. Vậy sự can đảm và tinh thần ở đâu khiến giê -xu vẫn tiếp tục bữa tối mà không chạy trốn, nếu biết trước những sự thật đau lòng đó? Liệu đó có phải là tình yêu? Nhưng tình yêu đâu ra lớn tới mức có thể chịu đựng được cả sự phản bội và sự phủ nhận tình bản hữu. Doan thuật lại, chính từ sự hiệp thông và tình yêu với Chúa Cha là niềm an ủi của Đức Giê-xu. Giờ đây, con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Trong thời điểm tuyệt vọng đó, Ngài vẫn có một niềm hy vọng nơi tình yêu và quyền năng, hay là tính toán của Cha Ngài rằng đây không phải là hồi kết, mà trời sẽ ngó ra vào rạng đông. Tình yêu sẽ chiến thắng và mang lại an ủi và bình an cho chúng ta. Tình yêu sẽ dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta cũng không quên là bên cạnh Chúa đêm đó, vẫn còn có những môn đệ khác xung quanh người. Môn đệ Chúa thương mến đã tựa đầu vào lòng Đức Giêsu những người khác cũng đang nhìn vào Ngài với khuôn mặt phân vân và lo lắng. Có lẽ Thầy giê -xu cũng đã cảm nhận được thật nhiều tình cảm từ các người bạn của mình. Chúng ta sẽ để Thầy giê -xu làm bạn của chúng ta và chúng ta sẽ đồng hành với Ngài trong những ngày này chứ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.